rồi. Ê, tối. Ok. Rồi, ok đi anh. Tối thả cái tính tối nay qua thì cũng chung cái mấy phòng vào, sợ mất công phải tranh thủ cái này. Rồi ok, xin chào gia đình mình ha. Dạ hôm nay em xin tự giới thiệu là em là tên Quyền, hướng dẫn viên. Đồng hành cùng em đó là anh tài xế tên Lương Hằng, xin đồng hành với gia đình mình là trong chương trình tham quan hôm nay ạ. Dạ rồi, trước khi xe lăn bánh em cũng xin chúc gia đình mình có một buổi chiều tham quan thật là vui vẻ ha, tại hòn đảo Phú Quốc, đảo Ngọc Phú Quốc ạ. Dạ. Bắt tay đứng lên vỗ tay chào mọi người. Bắt tay vỗ tay là không được đâu ạ. Để em bắt tay rồi nha. Dạ. Dạ rồi, em xin giới thiệu qua. Về góp ý là bắt tay không có phục vụ ơi. Không cần. Dạ, hôm nay gia đình mình sẽ đi tham quan hướng Nam đảo và Nam đảo có gì thì gia đình mình tham quan luôn ha. Dạ, đầu tiên xe sẽ đưa gia đình mình đi tham quan cơ sở sản xuất bột sim mà là đặc sản ở đây. Dạ, đảo Phú Quốc này gia đình mình chỉ thưởng thức là toàn đặc sản không thôi. Dạ, đi đâu cũng đặc sản hết ạ. Dạ, dạ, cơ sở sản xuất bột sim, xong đó mình sẽ đi tham quan cơ sở nuôi cá ngọc trai. Dạ, mấy chị nữ thì vô nuôi cá ngọc trai rất là thích ạ. Dạ, mấy anh nam thì chuẩn bị tiền đi ha. Dạ, dạ, sau đó mình sẽ đi tham quan nhà thùng nước mắm ạ. Dạ, mình đi cơ sở nhà thùng nước mắm, rồi sau đó mình sẽ xuống bãi sau. Dạ, mình xuống bãi sau gia đình mình sẽ tự do tham quan vui chơi cá sấu mập dưới đây à. Dạ. Dạ, cho em hỏi là gia đình mình có đem đủ đồ mình phục vụ cho tắm biển chưa ạ? Rồi. Dạ, rồi ok rồi ha. Dạ. Đây, đầu tiên gia đình chúng ta sẽ đi tham quan cơ sở sản xuất bột sim. Hay vào. Dạ, thì chương trình hôm nay á mình trên xe mình nó có chuẩn bị gia đình mình là một cái thải sản.